Đúng vậy, em đẹp nhất trên thế gian này. Gặp em vào thời điểm anh đang chắm tay trả lẽ. Chỉ riêng ta không may mắn vậy, muốn ôm chặt lấy em nhưng tiếc là em không gian tay. Tiếp tục, hấp, mời con mái già thì mình ăn. Thì giao sinh nhật thì chẳng mấy khi, bây giờ khi nghèo khó thì còn đi ăn cua, còn đi ăn cua ốp được. Thì bây giờ có tiền thì chẳng có giờ phải tiếc gọi người bình thường mình cả. Ok mọi người, đợi chưa biến. Hello, xin chào cả nhà, quay trở lại với tập tiếp theo của Vũ Quốc Hải Vlog. Sam, em có xem YouTube anh ạ? Quay vào mặt tôi đây này nha, ông quay camera kiểu hết vậy. Có xem anh lớn lều không? Có xem lớn lều à? Bây giờ này nãy giờ không hiện ra, nó mới hiện ra. Quay đây này, nhìn cái này, ông này cũng là fan cứng lớn lều đây. Đây, thì hôm nay là sinh nhật con bé già của mình. Thì giờ cô em này ở bên nhà hàng nha, mình chơi gì anh nhỉ? Sentosa đúng không? Đó. Thì nói chung là mình không được nhận đồng nào quảng cáo của nhà hàng đâu, thôi mình cứ quay đi, tại vì nhân viên nhà hàng sẽ úp rất là đẹp. Đó mọi người, đây đây là nhìn ngoài ra mình đây. Đấy, làm môi tấm hình trong to này. Đấy, và những tấm hình kỷ niệm. Đó, Trần Hồng Giang, 27/1/2000. Và hình như là con bé già của mình là cũng sinh nhật cùng ngày với idol Khó Bảnh. Khó Bảnh 27/1. Đó, mình đã dùng cái kem, và đây là bánh kem của Dương với Tuấn Anh. Đấy, thì kèm theo bó hoa thì mình phải đến trước 2 tiếng để mình hướng dẫn mọi người, chỉ đạo mọi người theo sách ủng đúng cái kiểu ấy của mình. Và mình có thêm một món quà là sợi dây chuyền. Đấy, sợi dây chuyền. Và thêm một món quà mình đã chịu bỏ qua là 88.888.000. Đéo tin. Coi như là mình sẽ quay luôn, không còn đồng nào. Thì đáng lẽ là mình tổ chức tại Phú Quốc cơ. Nhưng mà một cái là ở Phú Quốc thì nó đang tình hình nó đang căng căng ấy, cho nên là mình rời lại thứ 3 tuần sau mình bay vào Phú Quốc. Nên là sắp tới là mình sẽ có nhiều clip là tặng gái trong Phú Quốc đấy. Đấy, clip đi tặng gái Sapa Úc còn chưa hết. Đấy, thì con bé già thì mình thì yêu mình 4 năm rồi, từ ngày 17/8/2017 đến bây giờ là hơn 4 năm rồi. Thì gắn bó cùng mình từ cái thời mà lúc mình đang còn khó khăn đi làm xe bất động sản này, đi phục vụ bên bê nhà hàng, cho tới lúc mà mình đi hát cọc kéo, phụ mình đi hát, sau đến những clip đầu tiên hát trong thang máy cũng là con bé già quay cho mình. Nói chung là không thể phủ nhận là công sức nhờ Trang thì mình mới có ngày hôm nay. Thế nên là mình luôn có một cái tâm đắc là người ta hay nói là giàu đổi bạn, sang đổi vợ, nhưng mà cái đấy là sai hoàn toàn. Mình càng giàu, mình càng có tiền thì mình phải càng trân trọng và nâng niu những người phụ nữ ở bên cạnh mình trong những lúc khó khăn nhất. Và cho nên là các ông nhớ trân trọng những người phụ nữ mà khi mình đi cùng mình, khi mình ở lúc mà đang khó khăn nhất. Đừng bao giờ mà có tiền là bắt đầu là đổi vợ rồi quay mặt rồi đi tìm cái này cái kia, nghiệp quật không chừa một ai đâu. Gia đình là tất cả mọi người ạ. Đấy, đây là thôi, quay cho sơn cho mọi người biết là như vậy. Rồi tí vào chính việc thì sẽ có những cái gì thì mình sẽ quay cho mọi người nhé. Đó. Đó, em chào mọi người biết nha. Em tên gì? Tên gì? Hoa. Tên Hoa sinh năm bao nhiêu? 2005. 2005 à? Thế có người yêu chưa? Có biết lớn lều không? Thế xem clip lớn lều của em bao lâu rồi? Lâu rồi. Thế mà nãy giờ bảo cái gì đấy chầm bảo sao cái thằng này ông nó nhìn một cái thì sao là nhìn chầm vậy? Quen. Ok mọi người. Đó, ok, let's go. Tính nữa bà trực tiếp mặt đấy. Đây mọi người, bố mẹ anh dâu đã tới rồi. Và con máy già để cứ đi make up chuẩn bị không biết cái gì, đợi là thiếu hồ. Bây giờ mới tới này. Đây, người đi theo mình. Đấy, bữa nay là tập tành lái xe có bằng rồi, khi nào cũng dành lái xe thôi. Đi taxi ngồi trước. Đấy. Thích lái BM đúc lắm, còn thích lái cả tôi nữa. Đâu? Máy già của anh, đang ngoài. Quên tắt xe à? Đổ tắt xe đi chứ. Mẹ cứ loại đứa đi bằng này, cứ thích cái lái xe thôi, xe đêm. Vâng, khổ. Rồi, đi vào đây, chép bắt rồi đã. Đi. Chép bắt không được, không sao. Đi vào. Lên trên bằng. Một bằng nữa. Rồi, đi. Nhắm tịt cái mắt vào. Ừ, mọi người thì tới đợi hết rồi. Đợi mỗi mình thôi, chính chủ tiệc cũng chưa không thì tới. Rồi, có một người ăn thì được. Đơn cổ. Rồi, bước chân lên. Bước lên. Rồi. Rồi, đi vào đây. Đi vào đây. Đi vào đây. Rồi. Ui, đẹp chi. Nào, em chuẩn bị cả chiều đấy. Đúng vậy, em đẹp nhất trên thế gian này. Gặp em vào thời điểm anh đang chắm tay trả lẽ. Chỉ riêng ta không may mắn vậy, muốn ôm chặt lấy em nhưng tiếc là em không gian tay. Đi tính chưa? Đó,
mọi người vỗ tay Trang chúc mừng sinh nhật Trang à? Ừ. Đây, anh đây. Đây, tối nay Nhung đã chuẩn bị đây. Đấy, bánh kem. Hôm nay sinh nhật chỉ tổ chức trong gia đình thôi. Đây này. Rồi, được chưa? Đấy, bánh kem được chuẩn bị đây. Này, ở hoa tặng vợ. Tôi. Ở đây. Quên mất. Tặng vợ bó hoa tươi thắm. À, được chưa? Đấy. Sao? Đấy sao? Đấy, năm nào tôi cũng sinh nhật cho cô ấy. Thấy chưa? Và bây giờ ấy, mọi người trả ai sinh nhật tôi chẳng có nhiều tổ chức. Chú ý tí nào. Chắc là trong quá trình di chuyển thì nó hơi lụng cục phèo ấy. Đấy. Này. Bây giờ cô bên đạo mà tôi thì bên Phật, nhưng mà thôi, với cô thì tôi phải chấp nhận tôi theo đạo thôi. Đấy, cô theo một cái cặp thánh giá thì cho nó vừa đeo cặp luôn với nhau. Đợi tí. Đợi tí. Rồi. Thêm tuổi mới bớt đánh đá đi. Bớt anh hành đi, bớt chửi tôi đi nhá. Giờ vị trí đẹp luôn. Đấy. À, có đôi lời muốn nói không? Cho anh một cái quẻ đây. Có quẻ không? Để đốt bánh sinh nhật này. Không, quẻ đây hả? Hay riêng mà. Không, cái kia, quẻ kia. Đây hả? Rồi. Đào đốt như nào đây? Đâu lúc nào đưa cho chồng đi. Rồi, mọi người cùng hát sinh nhật là chúc mừng sinh nhật cha nào. Để cha đứng lên coi nào. Rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Rồi, rồi, rồi. Bây giờ có nhà sinh nhật này. Thôi đi bà ngồi. Xong rồi. Để ngồi đây. 20 tuổi. 20 tuổi. Thì có 30 tuổi mới có đây rồi. Em này đến với chỗ như này nó khá hoa mà. Các em ơi tắt nhạc đi rồi các bạn ạ. 20 tuổi tắt nhạc đi. Thôi, đây là hôm nay tham gia thì có vợ tôi, có máy già. Ở Nhung, hôm nay là hôm nay đi tiếp tất xanh. Thế mẹ tôi thì ở ngoài bế dâu, cho nên nhưng mà dâu thì không cùng phép vào xuất hiện vào trong màn hình. Vì là nguyên tắc của YouTube là không được có sự xuất hiện của trẻ em. Nếu mà có sự xuất hiện của trẻ em là sẽ bằng tiền hoặc ký quảng cáo, cho là mọi người thông cảm nhé. Để tôi đứng ngoài một xíu. Đi bên đây, đi bên đây. Đi bên đây, xin nhận Trang nhá. Đào, hai bạn có đôi lời gì muốn nói cũng gửi lời tới. Trang tuổi mới, kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà hơi buồn rồi. Tiền đi tăng nhiều rồi. Mai yêu thương gia đình nhỏ. Nó yêu anh thôi. Đấy thì đây tối nay thì mai mốt sẽ chủ trương làm camera man cho mình. Và thằng em nó đẹp trai quá. Nó cũng rất là nhiều. Sau tới thì mình sẽ làm rất là nhiều content chủ đề là làm thêm kênh, là làm cho kênh tương đối chịu nguyên nữa. Và kênh chôn Trang. Và anh em là có ý tưởng là chôn han vợ mình, là chôn đá thì chôn mái già mình cũng lên comment ở dưới, mình sẽ có nhiều clip hay hơn. Còn kênh chính của Phúc Hải của mình thì mình sẽ vẫn là liên tục mình ra thêm clip tạo giá trị này cho mọi người coi. Còn mọi người nhớ ủng hộ bên phụ mình là Vũ Hoài Official thì mình sắp tới mình nhận nút bạc đấy. Giờ sắp tới mình sẽ quay lại TikTok nữa và mình làm fanpage nữa. Mọi người nhớ theo dõi fanpage là Trần Hiểu Trang và fanpage Đỗ Hùng Nhung nhất. Hai fanpage này cũng toàn chụp hình mờ lem. Nhìn trên video thì xấu bắt cả đá mà chụp hình thì ảo, kinh khủng, ảo cũng chả luôn. Thế thì thôi, thế thì mới đi chúc mái già của anh mình ngày càng xinh đẹp và bữa hành thành anh luôn. Thì đêm nay tha cho anh ra để mang quốc mỹ Phú Quốc nữa. Đá hôm nay là tổ chức sinh nhật ở Phú Quốc thôi. Nhưng mà đấy, bắt tao nháy khổ lắm. Đấy, bắt tao nháy khổ lắm. Lỡ mất vé máy bay nên tôi phải hẹn là đi ngay qua tuần. Nên qua tuần là tôi sẽ có nhiều clip và đi vlog của em, mọi người nhớ theo dõi nhé. Và anh em ai ở Phú Quốc mà có em gái xinh nào hay là có fan lếu lều nào ở trong đấy thì tôi vào mình nhớ có tôi nhé. Đi sinh nhật không? Em tìm gái xinh ạ? Thế phải có cái xinh thì mình có tiền nuôi vợ chứ. Không lếu lều gái xinh thì lấy ra clip. Em đâu có tiền nuôi vợ. Tôi đấy sinh nhật thôi, thì dạng không đi. Thôi giờ sẽ mất một cả chiều. Thôi chứ mà con gái ơi. Rồi giờ đi cảm ơn nào. Cảm ơn. Cô phải nói như nào chứ? Nếu nó yêu không thì là cảm ơn kiểu gì? Thì nó thể hiện cái gì? Tôi không cần thể hiện đâu, 4 năm qua tôi khổ rồi. Thành cảm ơn
Thôi chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và mọi người nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Bây giờ thôi mình chắc khoảng 9 tiếng mình ăn. Ăn thôi. Đây. Rồi. Làm ăn một tăng chưa đủ thì bây giờ là quyết định thêm tăng 2. Đấy. Thì mình vừa chạy qua bên em Hiếu Đô Hải Sản, Nguyễn Văn Hiếu thì mua thêm đây. Chắc là di chuyển về nó cũng hơi ngộp rồi. Mua thêm một em tôm cua con tôm Alaska. Cái này thì tầm 3.2 ấy, rồi đấy cân 3.2. Và em ấy khuyên mãi thêm cho mình một con tôm hùm tôm hùm Úc nữa. Đấy. Con này chắc là mình di chuyển về mình không ấy, nó vừa ngộp ấy. Nhưng mà ăn cũng hơi xịn đấy. Con này cũng rơi tầm 1.5 kg. Tầm đấy 1.5 kg. Đấy. Bây giờ là tiếp tục hấp. Mời con mái già thì mình ăn. Này thì giao sinh nhật để cả mấy khi bây giờ khi nghèo khó thì còn đi ăn cua, còn đi ăn cua ốp được thì bây giờ có tiền thì chẳng bao giờ phải tiếp gọi người bình thường được cả. Ok mọi người, đợi chế biến nhá. Okay, sau 30 phút chế biến thì cuối cùng hai tôm đã được hấp xong. Hai con tôm này thì nhà mình không có nồi hấp to nên là phải cắt hai càng ra, càng phải cắt tè le luôn đấy. Thì cảm ơn em Hiếu Đô Hải Sản đã hỗ trợ cho anh đêm mà đã hỗ trợ cho anh con cua ship tận nơi cho anh mà hai con tôm mà giá còn rẻ nữa. Và mọi người mà có muốn mua hải sản thì cứ liên hệ em Hiếu Đô Hải Sản đấy. Thì thành phần khách mời hôm nay thì có Nhung Lếu Lều đấy, có mẹ mình, Tuấn Anh cameraman, đây là em chưa qua Nhật Nam, sắp tới là sẽ về cùng team để làm việc. Em đẹp trai lắm, có nhiều em xinh lắm đấy. Anh em nào có muốn tìm yêu cứ liên hệ chị con Nhật Nam này đấy. Và đây con mái già mình là tên là Trang Trung Liên, à lộn, Trang Trần đấy. Thì chia sẻ với mọi người là hôm nay vlog sinh nhật vậy thôi, thì bây giờ mình tiến hành vào ăn thử con tôm Alaska này xem thế nào, đẹp bèo luôn. Và anh em nào có muốn mua thì cứ liên hệ em Nguyễn Văn Hiếu, Hiếu Đô Hải Sản nhé. Và bây giờ bye bye mọi người, vì mình vào việc thôi. Mình ăn xong cái đống này là mình tối mình có năng lượng trả bài hôm nay. Con mái già nó bảo tối phải chạy 3 cái khổ lắm mọi người ạ. Đó, bye bye mọi người và nhớ đăng ký subscribe của kênh này nhé. Tôi sắp lấy nút bạc rồi đấy. Bye bye. Hello cả nhà. Thì thời gian gần đây thì mọi người thường xuyên nhắn tin cho Hải là tại sao Hải lại có một làn da đẹp như vậy, mà tại sao Hải lại có một cái thân hình cân đối và vợ Hải mới đẻ một thời gian mà lấy lại cái dáng ngon như vậy, thậm chí là ngon hơn cái lúc chưa đẻ luôn. Thì chả đối khi là Hải và vợ Hải đang sử dụng cái combo là bột yến mạch trị mụn trắng da và bột ngũ cốc tăng cân và giảm cân đó, giúp mình có một cái thể trạng cân đối rất là tốt và giúp mình có một làn da tự tin giao tiếp. Thì bột yến mạch thì này là 100% từ thiên nhiên và kinh doanh 2 năm nay rồi. Và bột yến mạch này là bột yến mạch collagen thương hiệu của Vũ Quốc Hải, là có thể cả cái nhãn tên này đánh hàng giả hàng nhái. Và cái hàng này thì đã được đóng gói cho công ty cẩn thận và bảo mật và có đăng ký chứng chỉ đàng hoàng, thế nên mọi người yên tâm về chất lượng sản phẩm. Và hơn một năm nay Hải kinh doanh sản phẩm này chưa ai phàn nàn gì về chất lượng. Và Hải từng là một thằng mặt rất là nhiều mụn, Hải sử dụng bột yến mạch một thời gian sạch từng mụn luôn. Và khi mà mình có một làn da trắng, có một làn da trắng sáng mịn màng, có một làn da đẹp thì mình mới ra ngoài tự tin giao tiếp được, mở rộng quan hệ và tìm được gặp đối tác đàn ông và đi giao tiếp với cuộc sống mới tự tin hơn nhiều. Đây còn là bột ngũ cốc tăng cân dinh dưỡng thương hiệu của Vũ Quốc Hải luôn đấy, vợ Hải này. Chả giống như mọi người đẻ xong được đúng 20 ngày về lại dáng luôn, dáng ngon hơn cái lúc chưa đẻ luôn. Bữa nay ngày nào lát tôi trả bài mệt lắm anh em ạ. Đó, và anh em nào đang có nhu cầu bố này có rất là nhiều chất dinh dưỡng nhá, 100% nhá, có nhu cầu tăng cân hay giảm cân thì mọi người inbox trực tiếp cho Zalo để giữ màn hình, hoặc inbox trực tiếp fanpage Vũ Quốc Hải, hoặc là fanpage Vũ Quốc Hải official, hoặc là hệ thống fanpage của Hải. Bất cứ khi nào Hải sẽ tư vấn 24/24. Và mọi người nhớ inbox trực tiếp Zalo ở dưới nhá. Đấy, muốn có dáng ngon, chị em phụ nữ nào, ông chồng nào muốn có dáng ngon như vợ tôi này, đấy thì cứ inbox tôi tư vấn cho cả về một yến mạch trị mụn trắng da và cả về một ngũ cốc giúp tăng cân và giảm cân làm đẹp dáng. Ok, bye bye.